Hay chưa, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh của AS Mobile. Và mình đã quay trở lại rồi đây. Tại sao mình phải nói cái câu là mình đã quay trở lại ta? Hả? Mình có nghĩ làm YouTube ngày nào đó mà mình quay trở lại. À, mình quay trở lại với một cái đầu tóc cực kỳ xịn sò và rất là đẹp trai. Đừng bàn tới đầu tóc của tôi. Nhưng mà nó đẹp đấy, đối với tôi là như thế. Còn các bạn nếu mà thấy cái đầu tóc tôi xấu thì có thể comment chê ở phía bên dưới nha. Không sao hết. Tính ra là bao nhiêu thứ thay đổi từ tóc, từ khuôn mặt, có thể là các bạn sẽ nói là tươi trong, mụm mỉm hơn một xíu. Ok, cũng được. Tại vì tôi là một ông bố, nên là vì con tôi không chịu ăn nên tôi mới ăn hết cơm của con tôi luôn. Đó, chuyện là như thế. À, rồi, sẵn tiện đây mình xin thông báo với các bạn là nếu như mà các bạn muốn có xem những cái cập nhật từ phía Heavy thì nhớ lên fanpage của Heavy. Tại vì rất là nhiều người hỏi mình là anh ơi làm về Heavy đi, nhưng mà đợt gần đây thì mình không làm về những cái thông tin từ phía bên Heavy nữa. Thì nếu như mà các bạn muốn xem những cái cập nhật mới, các tuyển thủ của Heavy như thế nào, rồi các thông tin thông báo như thế nào, thì nhớ lên fanpage của Heavy. Còn các bạn nào muốn follow mình thì nhớ vào fanpage của mình ở phía dưới AS Mobile, hoặc là tìm kiếm mình là Nguyễn Hữu Sang ở trên Facebook nha. Hôm nay là một ngày không được suôn sẻ đối với mình các bạn ạ. Các bạn biết sao không? Chuyện là vậy nè. Chuyện là mình có quay ở đây. Các bạn thấy không? Mình có quay hai cái clip này. Clip đầu tiên 10 phút, clip thứ hai cũng khoảng tầm độ 6 phút. Sau khi mà mình quay xong clip đầu tiên thì mình sẽ mở cho các bạn xem nè. Các bạn nghe gì không? Hả? Mình quên bật mic tai phone các bạn ạ. Ai ngờ mình nói 10 phút đồng hồ không có được cái tiếng nào hết. Và thế rằng rốt cuộc thì cái suột này, cái video này, cái clip mình quay này phải bỏ các bạn ạ. Giống như thằng khùng đang ngồi nói chẳng ai nghe gì hết trơn hết trời à. Thì trong cái clip này thì mình nói cũng mình có vô game. Mình quay cái khẩu súng Groja này hơi bị xịn sò đấy các bạn, thấy không? Ghê không? Ghê không? Rồi sau đó mình qua, mình quay những cái bộ đồ của Thủy Triều, thấy không? Hộp Thủy Triều nè, mình đổi luôn. Đổi Thủy Triều nữ nè. Đó, đổi Thủy Triều nam nè. Wow, quá đẹp luôn ha. Rồi tiếp tục là mình vào trong cái vòng quay may mắn, mình quay XM8 gà hốt hoảng. Trời ơi, nó hơi bị sình sò luôn các bạn ạ. Con gà nhìn đẹp lắm. Đây, con gà đây. Con gà hốt hoảng. Thì clip này mình sẽ review cái khẩu súng đó cho các bạn xem. Mình test thử cho các bạn xem ha, coi nó mạnh cỡ nào. Đó, mình quay ra con gà hốt hoảng rồi lấy thêm bom này nọ nữa. Rồi sau đó là mình nói xàm một hồi lâu thì mình mới chợt nhận ra là mình chưa có bật mic. À, rồi sau đó mình có rút kinh nghiệm là mình sẽ quay lại thêm một cái clip nữa để mà reaction lại cái rồi nãy. Đây, mình bật OBS rồi gì đầy đủ lên nè, đúng không? Loáng xinh hâu hết luôn, nhưng mà vẫn không có âm thanh các bạn ạ. Vẫn quên bật âm thanh lên. Rút kinh nghiệm rồi nhưng mà vẫn quên bật âm thanh các bạn ạ. Đúng là quá xàm. Để mà không bị xảy ra sự cố thì tôi cắt cái suột này, tôi chơi cái suột mới nữa. Tôi cắt cái video này, tôi quay lại thêm một cái video nữa để cho nó an toàn các bạn ạ. Ấy chưa, chào mừng tất cả bạn. Và hôm nay thì mình sẽ lấy cái con gà mà nó xinh xắn đó vào bảo vệ cho Suna, vợ của mình. Này, Nasa ngủ nên là hai vợ chồng mình được chơi game các bạn. U là trời, quá trời luôn rồi. Đâu, có ai đâu mà. Lút đồ thoải mái đi em. Quá đắt cơ kìa. Ồ, trời ơi. Anh sẽ đi theo em bảo vệ em nè. Em đi tới đâu anh bảo vệ tới đó nè. Đi đi. Ê anh ơi, cái con gà đây nè anh ơi. Xuống đâu? KS, KS em. Hay quá KS. Đây đây, đưa xuống đây. Đưa con gà cho anh. Rồi, ok ok. Ok, đi. Hấp nè, hấp nó nè em. Hai thằng nè. Rồi còn thằng đó yếu. Cố lên, thằng đó yếu. Bắn nó. Nhưng mà em không có súng. Em không có súng, anh cho em cây súng có 16 viên nè. Hay chưa, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình đi bảo vệ Suna, mình cầm súng con gà các bạn ạ. Đây. Bắt con gà. À, các bạn biết không?
cái trận hồi nãy á là giấc mơ các bạn ạ. À, bọn mình mới mơ. Trời ơi, anh mơ anh hạ gục được hai mạng, xong rồi anh thấy con gà nào á bắn gà lắm. Rồi. Nó đâu vậy? Rồi. Chết nó ngay luôn xỉu hả? Rồi. Không còn thằng gần anh nè. Em. Bụi cỏ em ơi. Em gì mà em? Em ơi cứu anh. Qua đây anh đứng. Thôi khỏi. Khỏi. Anh là siêu sai gia mà, khỏi, không cần. Hay quá. Hay không? Nó bị thằng khác bắn hay gì vậy? Hay anh bắn. Ê. Giết nó đi, nó cứu kìa. Nó cứu đâu? Kìa. Em bắn nọc lại cho anh kìa. Giết nó cứu. Sao em không giết? Em tự nhiên hết đạn. Húp nó, bắn nó. Đi bắn nó nè. Đó nè. Kìa, qua nè, qua. Nó đâu rồi? Chạy rồi. Thằng đó một máu đó. Em. Hay. Ok. Trước mặt nè. Nè, nhưng mà em hết máu hết đạn rồi, từ từ. Bình tĩnh đi bạn. Bắn nó em. Đây nè. Em đã nói em hết máu hết đạn rồi, anh sung quá à. Giờ mới vào trận hả em? Ừ. Nãy giờ ngủ quên. Trời ơi, thì ra chỉ là một giấc mơ thôi các bạn ạ. Ok, bây giờ mới vào trận nè. Giấc mơ đầu tiên á là anh thấy một con gà đang bắn. Giấc mơ thứ hai thấy một con gà cũng đang bắn luôn. Con gà mang tên AS Mobile. Không, con gà mang tên Xú Nà. Bình tĩnh nha. Anh xỉu rồi em ơi. Má. Anh bị đứng máy rồi em ơi. Máy anh bị đứng rồi. Bắn đi, cứu anh. Hay quá. Hay, cứ bắn từ từ đi em ơi. Bắn từ từ, hay. Lão. Coi đi, em sẽ đi. Mình kìa. Đó kìa, nó kìa. Mặt em kìa. Ủa? Em ơi. Cái gì? Tự nhiên anh mơ thấy em bị nóc á. Trời ơi. À, quên. Hôm nay mình sẽ test khẩu súng con gà. Nhưng mà cứ bị sao, cứ bị làm sao, cứ bị mệt người sao tự nhiên. Thôi đi em nhảy cho anh nhảy. Ờ, cái gì? Anh nhảy hồi nào? Em nhảy cho anh. Trận này trận đầu tiên mà. Ồ, nãy anh mơ ba giấc mơ luôn em. Trời đất ơi. Anh muốn ăn lẩu gà lá giang hay là ăn cái gì? Để em xuống em nấu mấy con gà này. Ok. Anh ăn lẩu gà lá é. Rồi ok. Ơi máy anh bị đứng rồi. Máy anh, em thấy mỗi lần mà anh chơi game là anh phải cầm cái máy anh bẻ không? Mày chết. Xèo. Em. Ủa cái gì vậy? Ồ. Cái gì á? Anh xem xíu nữa là anh mơ thêm lần nữa rồi. Anh biết phim chưa? Đâu, tìm cho anh khẩu con gà đi. Để anh đi làm mấy con gà lá é ăn coi. Chán quá. Nhắm lại nó nấu rồi. Ôi, gần mình. Trên đầu mình. Đâu? Trên đầu mình đây, trên đầu bên kia. Kêu. Tới anh này kìa, nó tới chỗ em rồi. Tới chỗ em rồi. Má. Sao anh gà vậy? Thôi dẹp đi, không chơi nữa, nghỉ. Khỏi làm clip đi, nghỉ. Mơ cái gì mà mơ. Nghỉ.